Bác nào mà đang sử dụng TV Samsung thì đừng bỏ qua video này. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác cách xem hướng dẫn cài đặt trên TV Samsung. Có rất là nhiều bác sử dụng TV Samsung hiện tại vẫn đang loay hoay tìm những cái cách mà kết nối, từ kết nối âm thanh, kết nối qua cổng HDMI hay là sử dụng điều khiển, kết nối điều khiển như thế nào thì rất là nhiều bác chưa biết đến và đang phải tìm kiếm trên mạng. Và tìm kiếm rất là mất thời gian. Thì trong TV của Samsung, trong phần cài đặt TV của Samsung, Samsung họ đã tích hợp cái phần hướng dẫn này rồi. Và có nhiều bác sử dụng vẫn đang chưa biết điều này. Thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách xem tất cả các cái hướng dẫn cài đặt trên TV Samsung. Đầu tiên thì các bác có thể vào phần cài đặt này. Các bác ra màn hình chính cho em. Sau đó các bác vào phần cài đặt ở dưới này. Sau đó thì các bác chọn vào phần tất cả cài đặt. Đây. Tất cả cài đặt các bác ấn OK này. Sau đó các bác sẽ xuống phần hỗ trợ này. Bấm OK này. Và dưới phần hỗ trợ này nó sẽ có phần hướng dẫn kết nối này, hướng dẫn điều khiển từ xa này, hướng dẫn bộ điều khiển trò chơi. Ba phần này chính là ba phần mà hướng dẫn rất là nhiều các bác cách kết nối với TV. Kết nối các thiết bị khác qua các cổng quang rồi kết nối điều khiển này. Ví dụ như em vào phần hướng dẫn điều khiển từ xa này, các bác bấm vào OK này. Đó, trong phần này thì các bác sẽ nhìn thấy này, nó sẽ có những cái tính năng trên cái phần điều khiển. Các bác chọn này, nút Smart Hub này, là nút nào này, thì trên này nó sẽ có đèn báo này. Ví dụ nút chỉnh sửa danh sách ứng dụng thì sẽ là nút tròn này. Sạc từ xa có cổng USB này, ghép nối điều khiển này, các bác muốn xem các bác bấm vào OK này, thì nó sẽ có hướng dẫn cho bác là nhấn và giữ rút trở về và rút dừng trong vòng 3 giây để ghép nối với điều khiển từ xa. Có nghĩa là nhấn và giữ hai cái nút đang có màu sáng này trong vòng 3 giây để kết nối điều khiển. Ấn sang thì tiếp tục ấn Smart Hub này, ấn mở này, ấn nút Home này. Đã nhấn và giữ chỉnh sửa danh sách ứng dụng này. Trong này thì nó sẽ hướng dẫn các bác rất là nhiều, gần như là các cái phím chức năng trên điều khiển thì nó hướng dẫn hết các bác nhá. Đó, các bác có thể quay ra này, thanh game ở đâu này, thanh game thì trên cái phần màn hình nó sẽ có màu đỏ tròn này, thoại này, phần tìm kiếm này, đây thoại này, cài đặt 1, 2, 3 màu thì đây. Đó, đây là cái hướng dẫn điều khiển rất là chi tiết để các bác xem. Bác nào mà chưa biết sử dụng hết cái chức năng điều khiển của Samsung thì các bác có thể vào đây, các bác xem cách kết nối điều khiển. Tiếp theo, ở phần hướng dẫn bộ điều khiển trò chơi, các bác ấn OK vào. Thì trong này nó sẽ có hướng dẫn cho bác là hướng dẫn cái tay cầm, các bác kết nối với cả tay cầm chơi game để chơi game trên cái TV này. Thì các bác ấn OK để xem này. Đó, trong này cũng sẽ có cái hướng dẫn các bác điều hướng, phím định hướng rồi lên xuống trái phải là để tác dụng như thế nào. Đây. Còn phần hướng dẫn kết nối ở trên này thì nó sẽ hướng dẫn rất là nhiều. Em sẽ vào thử cho các bác xem này. Về hướng dẫn kết nối thiết bị âm thanh, các bác hướng dẫn các bác kết nối qua cổng gì thì nó cũng sẽ đều có. Ví dụ như cổng HDMI, ERC, cổng quang học, cổng USB, kết nối Bluetooth, kết nối Wi-Fi thì nó đều có hướng dẫn cho các bác rất là chi tiết. Ví dụ như em bật vào Bluetooth chẳng hạn. Thì đây, nó sẽ hướng dẫn cho các bác chỉ cần xem trong này là các bác đã biết cách kết nối các thiết bị như là loa sau 3 kết nối Bluetooth sang TV rồi. Chỉ cần làm theo thôi. Đó. Đã như vậy là các bác đã biết là rất là nhiều cái kết nối từ điện thoại này, PC này, thiết bị đầu vào bộ điều khiển trò chơi này, lưu trữ ngoại vi này, là USB này hoặc là ổ cứng này thì đều hướng dẫn các bác cách kết nối. Trong TV của Samsung thì nó gần như đầy đủ hết tất cả các cái cách hướng dẫn kết nối với các thiết bị khác mà các bác không cần phải đi tìm ở chỗ khác, không cần phải nhờ ai, các bác đều có thể vào đây xem được. Các bác muốn kết nối cái gì các bác vào đây tìm và xem hướng dẫn là được các bác nhé. Và qua video này thì cũng hy vọng là có nhiều bác biết hơn, nhiều bác có thể sử dụng thành thạo TV và các bác có thể kết nối được tất cả các thiết bị khác mà các bác đang có nhu cầu.
Video đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem. Bác nào mà thấy video hay có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em. Em sẽ ra video hàng ngày về hướng dẫn sử dụng hay là cập nhật giá để các bác tham khảo mua hàng. Bên em sẽ bên điện máy Ecomart, địa chỉ tại km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Rất cảm ơn các bác đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.